Mưa xối xả khiến nhiều nơi ở Huế bị ngập trong đêm. Trong ngày 3 tháng 11, mưa lớn diễn ra tại Thừa Thiên Huế đã khiến một số tuyến đường ở khu vực thấp trũng bị ngập úng cục bộ, khiến việc đi lại của người dân khó khăn. Mưa lớn đã khiến đường Hoàng Lanh, Vũ Thắng, Hoàng Thế Thiện bị ngập cục bộ ở một số đoạn thấp trũng. Nhiều nơi ngập từ 0,3 đến 0,5 mét khiến giao thông đi lại rất khó khăn. Đề phòng nước ngập sâu trong đêm, người dân sinh sống tại khu chung cư như Xuân Phú, Arania phải điều khiển ô tô đến những khu vực cao để đậu đỗ. Khu vực quảng trường cạnh khu hành chính tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế là địa điểm được nhiều người lựa chọn để đổ xe tránh ngập lụt. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát đi công điện gửi các cơ quan đơn vị địa phương yêu cầu rà soát các kế hoạch, phương án sơ tán dân để chủ động ứng phó với ngập lụt và sạt lở đất. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh có mưa, một số nơi có lượng mưa lớn như đỉnh Bạch Mã là 163,2 mm. Theo dự báo, đến 19 giờ ngày 5 tháng 11, tại Thừa Thiên Huế có mưa to, mưa rất to, tổng lượng mưa được dự báo từ 150 mm đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Cảnh báo từ đêm 5 đến ngày 9 tháng 11, tiếp tục có mưa to, mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 300 đến 500 mm, có nơi trên 700 mm. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 500 đến 850 mm, có nơi trên 1.000 mm. Với lượng mưa này, Thừa Thiên Huế đứng trước nguy cơ lũ lớn, ngập úng ở vùng trũng thấp.